Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi buổi trưa ngày 16 tây tháng 12 anh em. Rồi trưa nay thì em lên cho anh em tầm khoảng 6 7 lô máy gì anh em. Rồi trưa nay thì coi bà sao khoảng 10 lô anh em, khoảng 10 lô ha. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Rồi trưa nay thì em lên khoảng 10 lô anh em. Thì máy bên em là máy chưa dọn nổ ha, thì anh em nào chốt thì về dọn nổ lại anh em. Máy này chưa dọn nổ. Em bao cho anh em đầy đủ đồ ha, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Đầu bò, chén kẹp, nắp xăng, nắp bue thì bao đầy đủ anh em. Rồi hôm nay thì lên buổi trưa nay thì lên khoảng khoảng 10 lô ha. Rồi em vô lô đầu tiên anh em. Rồi lô này thì xin đi qua sót nè, 250 252 anh em. Lô này bán giá rẻ luôn, 1.1 triệu cây anh em. 3 cây 3 triệu 3. Tay lái là tặng 3 cái tay lái dài luôn ha, tặng 3 tay lái dài. Đầu bò chén kẹp đầy đủ anh em. Đầu bò chén kẹp đầy đủ ha, xin đi qua sót 250 252. Hai con 252 anh em, một con 250 ha. Rồi lô này tặng cho 3 cái tay lái dài anh em. Rồi 1.3 triệu, 1.31 triệu một cây, 3 cây là 3.3 triệu. Lô số 2 là lô Tanaka trừ giật sao. Tanaka giật sao anh em. Lô này thì 500.000 một cây ha, 3 cây là 1.5 triệu. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn ha. Rồi bao cho anh em đầy đủ đồ, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 2 3 cây 1.5 triệu, 500.000 cây. Lô số 3 là Sindewa S26 anh em, nòng 34 ly ha. Sindewa S26 nòng 34 ly. Rồi lô này 1.4 triệu một cây anh em, 3 cây là 4.2 triệu ha. Tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp thì đầy đủ anh em. Lô số 3 3 cây 4.2 triệu, 1.4 triệu một cây. Sindewa S26. Rồi lô này lô số 3 anh em, xin đi qua S26 ha, 1.4 triệu một cây, nòng 34 ly. Tanaka giật sao anh em, 500.000 một cây ha. Xin đi qua sót 250 252, 1.1 triệu một cây. Rồi lô số 4 anh em, lô số 4 là lô Mitsu. Mitsu này là Mitsu TL23. Hai con tum gời, một con tum liền. Tum liền là con TL231 anh em. Rồi tay lái của lô này thì hai tay dài, một tay tròn ha. Rồi đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn. Lô số 4 anh em, 3 cây 3.450, 1.150 một cây. 1.150 một cây lô số 4. Lô số 5. Lô số 5 là lô này là lô Austin nha anh em. Austin này là Austin 26 ha, nòng 34 ly, hai cái tum gời, hai cái tum lèn, một cái tum gời. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn ha, tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn. Lô số 5. 3 cây 3.3, 1.1 một cây, Austin 26. Rồi lô số 6 là lô này là lô Echo anh em. Echo Kyrgyz ha. 26 2655 273 luôn anh em. Rồi lô này thì cực kỳ đẹp luôn anh em. 1.250 một cây, 3 cây là 3.750 ha. Tay ga bóp hệ luôn anh em, tay ga bóp hệ luôn. Rồi tem mát đầy đủ, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 6 anh em, 3 cây 3.750, 1.250 một cây ha, lô số 6. Echo anh em 26cc đồng 34 ly, 1.250 một cây. Austin 26 1.1 một cây. Mitsu TL23 anh em, lô này thì 1.180. Lô số 8 là lô này là lô Austin anh em. Austin ha, lô này cực kỳ đẹp luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn. Austin này là Austin 21 22 23 anh em, 21 22 23 ha. Tay lái của lô này thì hai cái tay lái tròn, bốn cái tay lái dài. Austin anh em. Tem mát thì còn cực kỳ đẹp nha anh em. Lô số 8, 6 cây 4.2 triệu, 700.000 cây. Austin nha anh em, lô này cực kỳ đẹp luôn. Lô số 8 nha anh em. Rồi cái này rồi quay lại lô số 7 nha. Rồi. Lô này lô số 7 anh em, này em nãy em lai lộn ha. Rồi lô này lô số 7 anh em. Số 6 em nhảy lên lô số 8 luôn hả. Rồi lô này lô số 7 là lô này lô Tanaka anh em. Tanaka chữ A ha, lô này thì nồng 33 ly nha anh em, 33 ly nhiều ha. Lô này là tum lớn luôn nè. Rồi lô này bao đẹp anh em. Tanaka chữ A, lô này thì tay lái là tay lái dài hết ha. Lô này thì em thấy có 24 là 1 2 3 3 cái 24 nè, 27 nè, 1 cái 27 nè. Rồi lô này thì Tanaka chữ A anh em, nòng
Nồng thường cái lô này em thấy tùm lớn thường thường là nồng 33 ly anh em. Rồi, 600 ngàn cây ha, 6 cây là 3 triệu 6. 6 cây 3 triệu 6 anh em. Tanaka chữ A. Lô số 7, đầu bò trắng kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi, lô này là lô Tanaka chữ A anh em, lô số 7, 600 ngàn một cây. Lô này là lô số 8 ha, Austin. Austin thì 700 ngàn một cây anh em, Austin 700 ngàn cây ha. Rồi lô số 9. Lô số 9 là lô này lô Mitsu TL20 anh em, tum là tum gời ha. Tum gời luôn. Lô này 850 ngàn cây anh em, 4 cây. 3 triệu 4. 850 ngàn cây tum gời hết luôn. Tay lái của lô này thì 3 tay lái dài, 1 cái tay lái tròn ha. Đầu bò trắng kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 9, 4 cây 3 triệu 4, Mitsu TL20. Rồi lô này là 850 ngàn cây anh em. Rồi anh em là chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.